Running Man lộ diện hai thành viên mới thay thế Lee Kwang Soo, nhan sắc và profile cực đỉnh. Theo Korea Vu đưa tin, hai diễn viên Kang Hana và Kim Ji Suk sẽ được thêm vào đội hình Running Man thay thế vị trí của Lee Kwang Soo sau khi anh rời đi. Hiện tại, phía SBS vẫn chưa lên tiếng, nhưng tin đồn này đã gây xôn xao khắp cộng đồng mạng và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Cùng là diễn viên, cả Kang Hana và Kim Ji Suk đều sở hữu ngoại hình nổi bật, vô cùng ăn tiền. Nếu như tin đồn trên là sự thật, đội hình chính thức của Running Man sẽ có nhiều điểm khiến khán giả bất ngờ. Kang Hana có lẽ chẳng còn là cái tên xa lạ đối với fan Running Man. Nữ diễn viên là một trong những người nắm giữ kỷ lục trở thành khách mời nhiều nhất show. Tính đến thời điểm hiện tại, Kang Hana đã đồng hành cùng Running Man qua 21 tập phát sóng. Trong số đó, có cả chuyến du lịch sang chảnh đến Thụy Sĩ cùng các thành viên. Cô từng vào vai công chúa Yeon Hwa, xảo quyệt và mưu mô trong Moon Lover, người tình ánh trăng. Thời điểm đó, dù đóng vai phản diện, nhưng Hana vẫn được khán giả yêu thích bởi ngoại hình xinh đẹp, thậm chí có phần lấn át nữ chính. Nữ diễn viên sở hữu dung mạo sắc sảo, thần thái sang chảnh, cuốn hút. Sự nghiệp của cô gắn liền với những vai phụ, phe phản diện. Cô từng gây xôn xao khi đóng cảnh nóng táo bạo cùng ba bạn diễn Shin Ha-kyung, Jang Hyuk và Kang Hanen trong Empire of Lust, Vương triều nhục dục năm 2015. Hana dễ dàng cân được nhiều hình tượng nhờ ngoại hình xuất sắc. Nếu tham gia Running Man, hai bóng hồng CEO và Somin hẳn phải dè chừng cô nàng lắm đây. Về đời tư, Kang Hana có nhiều ồn ào liên quan đến trang phục thảm đỏ và chuyện hẹn hò với mỹ nam Trung Quốc Vương Đại Lục, dù đã 5 lần 7 lượt phủ nhận. Cuối năm 2019, sao nữ sinh năm 1989 từng khiến giới truyền thông có một phen ngỡ ngàng khi tự mình công bố mới chia tay người yêu ngay trên sóng Running Man. Cô tỉnh bơ thú nhận, mới chia tay nên có thêm thời gian để ngủ, khiến cho khán giả một lần nữa bàn tán về chuyện tình với Vương Đại Lục. Gương mặt thứ hai được đồn vào đội hình chính là Kim Ji Suk. Dù không phải là cái tên quá nổi, nhưng cũng đủ để khán giả nhớ mặt sao nam sinh năm 1982 này. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Sắc đẹp ngàn cân, Mẹ ơi cố lên, My Unfamiliar Family. Sở hữu thân hình nóng bỏng, gương mặt phong trần, nam tính, Kim Ji Suk hứa hẹn sẽ hấp hồn nhiều fan nữ. Nam diễn viên từng tham gia một tập trong Running Man và khiến Yeon Somin say như điếu đổ. Hai người có nụ hôn vô cùng lãng mạn ngọt ngào trong bộ phim Top Star Youback. Anh cũng là khách mời trong tập phát sóng kỷ niệm mừng sinh nhật nàng S của Running Man. Khi đó, cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn trong chương trình. Nam diễn viên còn thừa nhận đã có nhiều lần có cảm giác rung động trước Somin khi đóng phim cùng nhau. Những hành động vô thức của em làm anh hồi hộp, không biết đó là cảm giác gì nữa. Em là bạn diễn đầu tiên mà anh cảm thấy vậy. Tất cả những tập em tham gia, anh đều xem hết. Anh còn đọc hết các bài báo về em. Nhiều người cho rằng đây chính là lý do Kim Ji Suk được Running Man lựa chọn. Anh và Jeon Somin hứa hẹn sẽ trở thành cặp đôi cực hot của chương trình.